Ok, xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Hiếu, giám đốc học viện thẩm mỹ Louis Academy. Trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chăm sóc da sau khi chúng ta làm liệu trình trị mụn trứng cá. Thì nó có những cái điểm lưu ý như sau. Tại sao ta lại phải chăm sóc da có cách chăm sóc đặc biệt? Vì khi chúng ta làm xong cái buổi trị liệu, chúng ta đã làm rất nhiều các bước liên quan đến chăm sóc da. Ví dụ như là các bước về dùng các cái bước AHA, BHA, các cái bộ trị mụn, đặc trị về mụn, thì thường nó sẽ có cái đặc tính là giúp tẩy da chết, làm thông thoáng cái năng lông đó, và làm sạch rất là sâu rồi. Nếu như chúng ta về nhà ta vẫn dùng tẩy trang rửa mặt sau cái buổi trị liệu ấy, thì sẽ làm cho da sẽ bị yếu hơn và dễ gây ra những cái châm chích, những cái mẩn ngứa và kích ứng da. Nên nhiều bạn ta sau cái buổi trị liệu về ta tiếp tục tẩy trang rửa mặt, tiếp tục chăm sóc da như hàng ngày, nó sẽ gây ra cho các bạn cái tình trạng là da sẽ mẩn đỏ kích ứng, và chúng ta lại nghĩ rằng là buổi hôm trước làm vấn đề, nhưng vấn đề là chúng ta đã chăm sóc sai. Vậy video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta chăm sóc da sau trị mụn như nào cho đúng cách, để nó sẽ để cái ngày hôm sau ta đi làm không bị ảnh hưởng công việc, cũng như là hạn chế tối đa quá trình sưng đỏ, cũng như hạn chế vấn đề bị viêm. Rồi, vậy thì sau chăm sóc da thì sẽ có những cái bước như sau. Thứ nhất là tối về, tức là tối hôm mà chúng ta làm trị liệu về, chúng ta cần làm gì. Thì sau khi chúng ta đến trị liệu, chúng ta có các bước tẩy da chết làm sạch rồi, thì về nhà hôm đó chúng ta không cần dùng sữa mặt nữa. Và các loại kem, loại thuốc chúng ta bôi lên ấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn đã làm sạch sâu rồi, nên là chúng ta rửa mặt bằng nước sạch bình thường đã rất là tốt rồi. Thì có hai trường hợp này: nếu các bạn đi trị liệu cái trị mụn ấy vào buổi sáng và buổi chiều, tức là cái thời gian rất là lâu mà chúng ta có bôi kem chống nắng, thì hôm đó về bắt buộc các bạn là cần phải tẩy trang, nhớ nhá. Có hai trường hợp này: trường hợp một, nếu các bạn mà trị liệu vào buổi sáng và buổi trưa thì có bôi kem chống nắng, thì buổi tối về chúng ta vẫn phải tẩy trang và vẫn phải rửa mặt bình thường đó. Thứ hai, nếu như chúng ta đi chăm sóc da vào buổi chiều tối, lúc đó thì cái tia UV nó đã giảm rồi, và cái buổi trị liệu đó mà tôi được chỉ định là không bôi kem chống nắng, thì về chúng ta bước làm sạch chỉ cần rửa sạch bằng nước muối sinh lý và dùng cái bông tẩy trang ấy, nhớ là một tẩy trang hoặc một khăn sạch, chúng ta lau sạch lại bằng nước muối sinh lý hoặc rửa sạch bằng nước sạch là ok rồi. Tuyệt đối là không dùng lại sữa rửa mặt vì khoảng thời gian nó quá ngắn, mà thứ hai là các loại thuốc bôi lên nó không gây bít da, cũng rất là làm sạch da, nên các bạn không cần dùng sữa rửa mặt nữa, nó không cần dùng tẩy trang nữa. Được chưa? Nhớ này, hai vấn đề. Một, nếu chăm sóc da và điều trị mụn mà buổi sáng và buổi trưa có dùng kem chống nắng, thì buổi tối chúng ta mới cần dùng sữa rửa mặt và tẩy trang. Và tẩy trang cũng nên dùng tẩy trang dạng nước nhé, không nên dùng tẩy trang dạng dầu, vì tẩy trang dạng dầu nó sẽ phải mất thêm một bước nhũ hóa, mất thêm một cái bước tẩy trang lại một dạng nước để nó sạch. Thì quá nhiều bước này làm da dễ khô hơn và làm tổn thương cái hàng rào bảo vệ da, đó là không cần thiết. Vậy nếu điều trị mụn cái buổi trị liệu đó vào buổi tối, thì tối hôm đó về không cần dùng sữa mặt nữa, chỉ cần rửa sạch lại bằng nước thường và lau sạch bằng cái bông tẩy trang. Và các bạn yên tâm, nếu không nhớ được thì phía dưới mô tả của video đã có cái hướng dẫn bằng phiên bản docs, bạn có thể tải về chúng ta xem lại đó, yên tâm không sao cả. Rồi tiếp theo, thứ hai là ngày hôm sau. Vậy chăm sóc da ngày hôm sau như tiếp theo là phần tối về chúng ta bôi gì này, sau bước làm sạch chúng ta cần làm gì. Sau bước làm sạch thì chúng ta vẫn tuần tự này, làm sạch xong thì chúng ta cần có bước thứ hai là bước cân bằng pH da, hoặc là bước cấp ẩm đông da. Thì nói chung là cân bằng pH thì mình đã chia sẻ rất nhiều các bạn khách hàng đang chịu đây rồi. Cân bằng pH da là một cái vô cùng mơ hồ, vì chúng ta không biết rõ pH sau rửa mặt là bao nhiêu, thì chúng ta không thể dùng cái loại gì đó lên cân bằng pH được. Bản chất thì nếu da khỏe tự cân bằng pH tốt. Thứ hai, nếu sức khỏe mặt tốt nó cũng đắt thì không làm mất đi cái độ pH của da. Việc cân bằng pH da thì cũng giống như khi nó dùng nước hoa hồng, nó có thể là vô thưởng vô phạt, vì ngoài vấn đề là nó cũng giống như kiểu là người ta hay quảng cáo là cân bằng pH da, thì nếu nó không cân bằng chăng nữa thì cái hoạt chất trong cái tẩy trang ấy nó cũng giúp cho cái da ta không bị khô sau khi rửa mặt. Thì đó cũng là một cái thói quen tốt và cái truyền thông tốt cho các bạn, để sau khi tẩy trang xong ta có thói quen là dùng nước hồng cũng là một cách tốt. Mình sẽ không phản đối cái này, có thể dùng nước hồng sau bước rửa mặt là ok, vì nó sẽ giúp cho ta không bị khô sau rửa mặt, ok nhá. Ok, bước 2. Rồi bước thứ 3, chúng ta sẽ dùng serum. Thì một cái sai lầm nhiều nhất khi các bạn dùng serum đó là chúng ta đợi cái da khô cong, tức là rửa mặt xong này hoặc là dùng nước hồng xong khoảng 10 phút sau, 15 phút sau ta mới nhớ ra việc bôi serum HA ấy, thì nó là việc rất là sai lầm. Bởi vì sao? Vì nếu như 15 phút sau thì da ta rất là khô rồi, thì cơ chế hút ẩm của các loại HA này nó sẽ là hút nước từ cái môi trường xung quanh, tức là cái nước chúng ta vừa rửa mặt xong ấy, nó hút đúng cái nước đấy để làm ẩm cho da. Nên các bạn dùng nước không sạch mà rửa mặt thì điều trị mụn lâu khỏi là vì thế. Thứ hai, nó sẽ hút nước từ bên trong thùng bì ra. Cái việc hút trong thùng bì rất là khó,
Chính vì thế mà, và thứ hai nữa là cái nước nó dễ bay hơi. Vậy thì khi các bạn bôi cái serum HA lên da ấy, nó sẽ làm sau khi bay hơi xong nó sẽ làm cho da nó ta khô nhiều hơn. Tức là nó vì nó không còn gì để hút nữa thì nó sẽ hút ngược nước bên trong da ra, làm cho da càng khô hơn, tăng tiết dầu nhiều hơn. Các bạn cứ để ý là nếu bôi serum mà không bôi giữ ẩm kèm theo tiếp theo thì da nó sẽ khô rất là lâu. Nên là cái cách chúng ta bôi serum là như sau: không đợi da chúng ta khô cong mới bôi serum, mà sau khi rửa mặt xong khoảng 2 phút chúng ta đã phải bôi serum rồi. Và sau khi serum nó gần khô xong, tức là rửa mặt xong này, nước hồng này, 2 phút sau dùng serum. Sau đó là đợi serum nó gần khô hẳn, 2 phút sau tiếp chúng ta bôi thuốc tiếp theo. Nhớ cái bước này ạ. Với vấn đề thứ hai, vấn đề tiếp theo, chúng ta hay có một vấn đề là nếu như các bạn về nhà khoảng 8 giờ tối mà lúc 10 giờ mới đi ngủ. Đấy thì các bạn lưu ý như này, nếu cái hôm lịch hôm đó chúng ta không cần phải bôi thuốc trị mụn thì chúng ta sẽ bôi giữ ẩm, thì nên bôi giữ ẩm ngay sau khi bôi serum 2 phút. Tức là tối hôm đó về chúng ta cần làm đúng 3 bước thôi: làm sạch, bước thứ hai là dùng nước hồng hoặc là serum, bước thứ ba là dùng giữ ẩm, thì mỗi bước cách nhau 2 phút. Và nhớ nguyên tắc là phải bôi serum và giữ ẩm trên nền da ẩm, không đợi nó khô hẳn, vì nếu như khô hẳn thì cái hiệu quả giữ ẩm sẽ giảm rất nhanh. Vì sau cái buổi nhăn mụn về, các bạn cần, chúng ta cần nhất là cái ẩm nó ra để phục hồi da lại, nên do đó chúng ta sẽ chỉ cần dùng 3 bước là ok chưa? Rồi nhớ lại, tối về chỉ dùng 3 bước thôi ạ. Ngày hôm sau thì mỗi một bạn về chúng ta đã có một cái phát đồ dẫn chăm sóc rất là chi tiết rồi, bao gồm có bước rửa mặt này, serum, kháng sinh bôi với điểm mụn, rồi kem chống nắng. Thì nguyên tắc là trong mỗi một tờ hướng dẫn nó sẽ có rất là kỹ cho các bạn là cái thời gian của mỗi bước, thì rất rõ là mỗi bước nên cách nhau khoảng 2 phút vừa đủ, để cái thuốc lớp trước vừa đủ khô xong chúng ta bôi tiếp theo mà không làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái thuốc chúng ta bôi đó. Rồi tiếp theo ngày hôm sau thì sẽ buổi sáng sẽ không quá khó. Đến buổi trưa khi mà các bạn nếu như cái điều kiện làm việc mình hay phải đi lại nhiều này, hoặc là điều kiện làm việc có cửa sổ, điển hình là các bạn nhớ này, chúng ta thường nghĩ rằng là trong nhà không cần bôi kem chống nắng đâu ạ, nhưng không phải. Cái nắng nó sẽ chiếu xuống nền gạch, nó sẽ chiếu vào cửa, hoặc là chiếu qua khe hở, nó sẽ chiếu cái nền gạch này hoặc cái kính ấy, nó lại phản lại xuống mặt mình. Nên các bạn thấy là có những bác ngồi bán trà đá, các bạn mà đứng ở trong bóng râm ấy vẫn nám bình thường, là vì sao? Vì ánh nắng nó không phải là nó chiếu thẳng vào mặt chúng ta với nám, mà sẽ chiếu vào các vật khác, nó phản xạ lại ra mình, vẫn đây nám bình thường nhá. Thì chữa mụn cũng thế, thì cái việc chữa thâm sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu như chúng ta không dùng các loại chống nắng. Vậy thì bôi chống nắng như nào? Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà chúng ta bôi chống nắng lần một này, lần hai thì nên bôi vào buổi trưa. Thì lần hai này có hai cách: nếu như da các bạn không ra quá nhiều dầu, hoặc chúng ta không phải đi lại mà da nó rất là sạch, không phải đi lại nhiều mà chỉ ngồi văn phòng thôi, thì chúng ta sẽ bôi thẳng lớp kem chống nắng lần hai lên luôn lớp một mà không cần phải rửa lại mặt nhé, không cần rửa vẫn ok. Nhưng tuy nhiên nếu như các bạn mà da quá nhiều dầu, da đến buổi trưa là bóng nhễ dầu rồi, thì bôi chống nắng lớp hai lên không còn hiệu quả nữa. Thì tôi sẽ khuyến cáo các bạn như này: buổi trưa thì chúng ta nên mang theo một túi của mình ý, thì cần có những đồ như sau: số 1 là một cái tẩy trang tặng nước, số 2 là một lọ serum HA, và số 3 là cái chống nắng. Thì ba cái lọ này chúng ta nên mang theo người giống như vật phòng thân ấy. Thì buổi trưa chúng ta rỗi, chúng ta ra nhà vệ sinh, chúng ta sẽ dùng cái bông tẩy trang nó tẩy trang lại sạch cái mặt, sau đó là lại rửa sạch lại bằng nước sạch, dùng cái bông ướt lại thấm lại đó. Bước 1 làm sạch này, sau bước 2 chúng ta bôi serum HA, và bước 3 chúng ta lại bôi cái chống nắng. Thì đấy là cách mà khoa học nhất mà giúp các bạn là vừa làm cho chúng ta đỡ bị da đỡ bóng nhầu, vừa làm cho cái da nó sạch hơn. Mà nhớ là không dùng sữa mặt tiếp nhé. Buổi trưa thì cần mang tẩy trang thôi, tẩy trang tặng nước, vì các loại kem chống nắng kê trong mình trị mụn cũng là các loại kem chống nắng, nó không bám nước, chính không là nó không bị có một option là chống chua nước, nên là dùng tẩy trang tặng nước nó cũng sẽ giúp làm sạch da rồi mà chúng ta không cần dùng sữa mặt nữa. Nhớ nguyên tắc buổi trưa thì cần tẩy trang lại, sau đó lau sạch lại bằng nước thường, nước sạch đó, rồi bôi serum, bôi kem chống nắng lần hai là xong. Rồi lần số 3 này, nếu như mà chúng ta về nhà, nếu như mà điều kiện làm việc mà rất tối ưu, có thể bôi 2 lần cũng được, nhưng khuyến cáo là nên bôi lần 3. Vậy nếu các bạn mà về ra khỏi nhà mà về từ cơ quan về nhà lúc khoảng tầm 4:30-5 giờ, lúc mà sớm ấy mà vẫn còn nắng đó, thì nên bôi lần 3 nữa trước khi về, hoặc che đậy kín được. Vậy tối thiểu một ngày bôi 2 lần kem chống nắng, nhớ nhá, tối thiểu 2 lần, tốt hơn là 3 lần. Còn đang điều trị nám thì bôi 3 lần trở lên, còn nếu không ít nhất là phải 2 lần. Và lượng kem chống nắng phải lấy đủ nhiều, thì mỗi lần chúng ta lấy cỡ khoảng tầm 0.5 gram là sẽ hợp với khuôn mặt của Việt Nam. Nếu như bôi ít hơn nó không có hiệu quả nữa. Nếu các bạn muốn biết cách bôi chống nắng đúng cách và biết cách chọn chỉ số, vâng, xem tiếp cái link bên trên này, bên trên hướng dẫn các bạn là cách lựa chọn chống nắng option đúng cách và cách bôi đúng cách. Rồi
Bước thứ ba đó là buổi tối về ta cần làm gì? Chăm sóc da buổi sáng này, buổi trưa này, cuối cùng đến buổi tối. Thì tối về chăm sóc da như thế nào? Thì có một cái vấn đề quan trọng nhất là các bạn sẽ trong cái đơn kê về nhà ấy, các bạn sẽ có một cái thuốc trị mụn. Thì cái này bản chất nó sẽ giúp bình thường cái sừng hóa của da, để giúp cái việc bác sĩ đến kê cho bạn ấy, ngoài việc giúp điều trị mụn, nó sẽ giúp đưa cái cơ thể, đưa cái da mình về đúng sinh lý. Nên sau khi mà chúng ta điều trị khỏi xong, đó là cái lúc mà cái thuốc đó chúng ta đã làm quen nó xong rồi, thì sau khi điều trị khỏi thì bác sĩ hướng dẫn tiếp cho các bạn là cái cách phác đồ chăm sóc da duy trì như thế nào. Thì cái việc trong quá trình điều trị mụn ở đây thì trong 3 tháng điều trị bác sĩ sẽ giúp cho bạn là làn da mình làm quen với các sản phẩm đó. Nên khi bôi cái thuốc mụn, bôi các loại vitamin acid, cái việc da ta bị kích ứng, việc bị ngứa, bị châm chích, bị đỏ là hoàn toàn bình thường. Vì trong các nghiên cứu thì nó chỉ ra rất là rõ này, 70% các bạn dùng thuốc trị mụn, các loại thành phần liên quan đến retinoid, aplin, tretinoin, differin đó, thì 70% sẽ bị mẩn đỏ và kích ứng trong 3 tháng đầu. Nếu chúng ta là bị mẩn đỏ và kích ứng trong 3 tháng đầu ấy, thì chúc mừng các bạn là chúng ta thuộc người bình thường. Còn nếu như không bị vấn đề gì cả thì chúng ta thuộc top 30 người đặc biệt, tức là da khỏe hơn bình thường một chút. Nên nếu chúng ta bị đỏ ấy, thì không là lo cả, vì đó là sinh lý bình thường thôi, không sao cả. Vậy thì buổi tối thì cách chăm sóc da quan trọng nhất này, các bạn nhớ này, sau khi buổi tối về thì bước đầu tiên chúng ta phải làm đương nhiên là làm sạch. Không phải đợi là chúng ta về nhà lúc 6 giờ đến 9 giờ mới rửa mặt thì nó không tối ưu nữa. Tốt nhất là nên về nhà rửa mặt luôn. Còn tuy nhiên nếu công việc chúng ta đi làm về khuya, về muộn thì lúc về nhà là bước đầu tiên chúng ta nên làm phải rửa mặt. Thì cái bước làm sạch, cái bước rửa mặt thì phải nhớ này, sau khi rửa mặt xong ta sẽ vẫn đủ với chút tuần tự này, rửa mặt xong là phải dùng nước hoa hồng hoặc serum sau 2 phút để nó giúp mình giúp cấp ẩm đông lại để da nó không bị khô và hạn chế ta tiết dầu. Thì sau đó nếu như các bạn mà tối hôm đó chúng ta đi chơi thì chúng ta nên bôi giữ ẩm cho nó đi chơi và về nhà lại làm sạch lại. Thì cái phần video tiếp theo lại có một video hướng dẫn các bạn là nếu đi chơi mới cấp nhiều chăm sóc da nào nó lại khác nhé. Video này dành cho các bạn là tối về nhà đi ngủ thì sau khi rửa mặt xong thì chúng ta sẽ bôi rửa mặt xong này sẽ dùng tiếp theo là đến serum hoặc nước hồng. Bước thứ ba là chúng ta dùng cái giữ ẩm đó, 3 bước đó. Sau đó trước khi ngủ thì chúng ta lại lau sạch lại mặt đi, chúng ta bôi kem mụn cho nó đi ngủ, được không ạ? Nhớ nhá, thuốc mụn bôi là phải bôi trước khi ngủ 30 phút, tức là bôi xong đi ngủ ngay, phải có kế hoạch, chứ không phải là bôi xong chúng ta lại thức đến tận 12, thức thêm khoảng một vài tiếng nữa thì nó không còn tốt nữa. Thuốc sẽ hoạt động tốt nhất mà khi chúng ta đi ngủ, nên trước khi ngủ ra lại ra chúng ta lau sạch lại mặt, bôi serum và bôi thuốc mụn, đó 2 bước chúng ta đi ngủ, chỉ cần 2 bước thôi. Ngoài ra nếu như các bạn mà da quá khô thì bác sĩ có thể kê thêm cho các bạn bước giữ ẩm cuối cùng nữa. Thì nhớ là trước khi ngủ là da phải sạch, thì nên là lau sạch lại mặt, sau đó là bôi serum, bôi thuốc mụn hoặc là thêm giữ ẩm nữa nếu như bác sĩ có kê. Thì nhớ là trước khi ngủ lại phải lau sạch cái mặt nữa, vì thời gian từ lúc rửa mặt xong đến lúc trước khi ngủ da mình đã tiết ra một lớp dầu nữa, thì cái màng dầu này sẽ làm hạn chế quá trình hấp thu thuốc. Nên các bạn nhớ là phải lau sạch cái mặt trước khi ngủ và bắt đầu mới bôi thuốc và đi ngủ, bôi thuốc và đi ngủ ngay. Rồi, đây là 3 bước quan trọng nhất trong cái video này, bác sĩ đã chia sẻ các bạn, hướng dẫn các bạn cách bôi thuốc đúng. Một đó là chăm sóc da buổi tối về hôm đấy phải làm gì, số 2 là sáng phải làm gì, số 3 là buổi trưa làm gì, và cuối cùng là buổi tối nó phải làm gì, thì làm đúng các bước đấy. Và đương nhiên là sẽ có một tờ hướng dẫn bên dưới đi kèm, các bạn chúng ta nếu không biết chúng ta quên chúng ta sẽ đọc lại. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.